Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Khởi công xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia và là một trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực trong tương lai. Ý nghĩa lịch sử cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vẫn vẹn nguyên giá trị và được kế thừa đến tận bây giờ bởi đây là cuộc tổng tuyển cử được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ tiến bộ nhất. Năm 2020, ngành nông nghiệp được dự đoán tiếp tục bứt phá ngoạn mục, khẳng định là trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế quốc gia. Thưa quý vị, hiện nay đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ ca nhiễm xâm nhập và gây lây lan ra cộng đồng vẫn luôn thường trực. Vừa qua, ở một số nơi đã có biểu hiện lơ là, chủ quan, không áp dụng và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình này, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh vượt biên trái phép, gây lây lan nhiễm COVID-19 ra cộng đồng, điều tra triệt phá các đường dây đưa người vượt biên trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng, hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội, các giải pháp phòng chống dịch đối với các khu phố đi bộ, các khu vui chơi tập trung đông người, hoạt động bắn pháo hoa, quản lý chặt chẽ các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke, vũ trường, thực hiện việc kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy đảng trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn. Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia và là một trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực trong tương lai, đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công xây dựng vào sáng ngày 5 tháng 1 tại tỉnh Đồng Nai. Theo Thủ tướng, sân bay này và hệ thống sân bay của Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng vào sự hùng cường của đất nước trong thời gian tới. Với sự phấn đấu quyết liệt trong hơn 5 năm kể từ khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành và được Quốc hội thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi vào cuối năm ngoái, tháng 11 vừa qua, Thủ tướng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng, tương đương với 4 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, hơn 1/3 số vốn này là của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Phát lệnh khởi công trình giao thông mang dấu ấn lịch sử của 35 năm đổi mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi trọng phát triển hệ thống đường cao tốc, cảng biển và đặc biệt là hạ tầng vận tải hàng không. Đến nay, trong số hơn 20 sân bay trên cả nước, hai sân bay lớn nhất là Tân Sơn Nhất và Nội Bài đều khai thác vượt công suất. Các điểm nghẽn này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh hàng không do tăng thời gian, chi phí, giảm chất lượng dịch vụ, nghiêm trọng hơn, tình trạng này còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Các cảng hàng không thiếu chỗ đậu máy bay đã làm mất đi cơ hội kêu gọi các hãng hàng không của các nước đến để sớm đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế lớn ở khu vực. Theo đánh giá của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, trong 10 năm tới, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển hàng không cao nhất ở châu Á Thái Bình Dương. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm trong top 16 dự án sân bay được mong chờ nhất thế giới. Đây là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, thể hiện khát vọng, ý chí vươn lên mạnh mẽ của nước ta, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước. Đây cũng là dự án hạ tầng với tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Nếu dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, thì theo một tổ chức quốc tế của Úc đánh giá, sân bay này có thể đóng góp cho tăng trưởng GDP từ 3 đến 5% và sân bay Long Thành
sau 2030 phải trở thành sân bay trung chuyển khu vực Đông Nam Á và châu Á, vì lý do chính là vị trí địa lý với 3 giờ bay có thể bay đến tất cả các nước Đông Nam Á, châu Á, kết nối Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, thu hút đầu tư du lịch, nâng tầm Việt Nam trên khu vực và thế giới, không chỉ kinh tế mà cả an ninh quốc phòng. Cùng với quá trình xây dựng sân bay Long Thành, Thủ tướng giao tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, kể cả một số tỉnh Tây Nam Bộ cùng với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng sớm có phương án kết nối hệ thống giao thông với sân bay Long Thành một cách đồng bộ, kể cả phát triển đô thị và các khu du lịch dịch vụ. Trong đó có kết nối tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và tuyến đường sắt nhẹ từ Thủ Thiêm tới sân bay Long Thành. Cùng với đó là kết nối 3 tuyến cao tốc gồm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Bến Lức Long Thành và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu tới sân bay này. Vào tối ngày 4 tháng 1, Văn phòng Quốc hội và Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam. Đây là một hoạt động thiết thực kỷ niệm lần thứ 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên, ngày 6 tháng 1 năm 1946, ngày 6 tháng 1 năm 2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự và trao giải A cho 4 tác giả và nhóm tác giả đạt giải. Ban tổ chức cũng đã trao 9 giải B, 13 giải C và 17 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả. Đây là những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất trong số gần 500 tác phẩm dự giải. Theo ban tổ chức, giải báo chí viết về Quốc hội lần thứ 2 sau hơn 4 tháng phát động đã thành công về mặt chuyên môn. Các tác phẩm dự giải phong phú về nội dung, đề tài, bám sát chủ đề tuyên truyền 75 năm Quốc hội Việt Nam, về lịch sử hình thành, đổi mới hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và kết quả hoạt động ngoại giao nghị viện và hội nhập quốc tế và văn hóa nghị trường, về hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, phản ánh kịp thời các kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân cả nước tới Quốc hội. Thưa quý vị, cách đây đúng 75 năm, ngày 5 tháng 1 năm 1946, trước tổng tuyển cử một ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu. Lần đầu tiên tổng tuyển cử đã đặt nền móng cho Quốc hội đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập. Ý nghĩa lịch sử cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vẫn vẹn nguyên giá trị và được kế thừa đến tận bây giờ, bởi đây là cuộc tổng tuyển cử được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ tiến bộ nhất, đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín để bầu ra Quốc hội, để chính thức hóa về mặt pháp lý nhà nước và chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Một ngày trước tổng tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu để bầu Quốc hội. Và khi các ứng viên Hà Nội ra mắt tại khu Việt Nam Học Xá, nay là khu Đại học Bách Khoa, ứng viên Hồ Chí Minh tuyên bố: làm việc nước bây giờ là hy sinh, quên lợi ích riêng mà nghĩ lợi chung. Ở thời điểm năm 1946, khi đất nước đối mặt với thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời những người ngoài mặt trận Việt Minh cùng đứng chung danh sách ứng cử. Động thái này cho thấy Việt Minh luôn tôn trọng quyền tự do dân chủ của nhân dân, quy tụ người có tài, có đức, gánh vác công việc nước nhà. Đấy là cái cuộc bầu cử theo hình thức tự do trực tiếp bầu phiếu kín, bầu cử tự do bình đẳng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Và với cái ý nghĩa đấy thì cuộc bầu cử này đã chính thức đưa nhân dân Việt Nam từ địa vị những thần dân của chế độ quân chủ nên thành địa vị của một người công dân tự do, từ địa vị người Việt Nam vong quốc nô dưới chế độ thực dân Pháp thành một người chủ nhân của đất nước. 100 tuổi, thời gian có thể làm Đại tướng Nguyễn Quyết quên đi nhiều thứ. Nhưng sự kiện lần đầu tiên ông tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 1946 thì ông vẫn nhớ một cách tường minh. Cái ngày đi bầu đó, ngày có thể nói là sung sướng nhất đời tôi, cũng như sung sướng nhất đời của nhân dân. Ai cũng thấy mình là người làm chủ, sống chế độ thuộc địa người dân không có quyền gì hết. Thế cho nên từ ông già, bà già, từ thanh niên, phụ nữ, họ đến hòm bỏ phiếu như cái ngày đi chạy hội. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra thắng lợi khi người dân Việt Nam tự mình quyết định vận mệnh lịch sử của mình. Thông qua tổng tuyển cử,
người dân nước Việt Nam bầu nên quốc hội, chính phủ thống nhất, ban hành một bản hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Cuộc tổng tuyển cử trước hết là đưa lại sự chính danh và sự hợp pháp cho chính quyền nhân dân. Để thành tựu cách mạng được hợp pháp, được chính danh thì phải thông qua bầu cử. Nó hợp pháp, cái tính chính danh thì hợp pháp là không chỉ đối với trong nước mà đối với nước ngoài nữa. Đấy là cái ý nghĩa đầu tiên. Ý nghĩa thứ hai của nó nữa là nó xác lập cái nền Cộng hòa. Mà Cộng hòa do nhân dân bầu lên thì là Cộng hòa dân chủ. Những người cầm quyền là được bầu lên, chứ không phải là cha truyền con nối. Không phải là cha làm vua thì con làm vua. Kể từ quốc hội đầu tiên và đến nay nhiệm kỳ quốc hội khóa 14, chặng đường 75 năm là cả một quá trình liên tục kế thừa và không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động, để quốc hội phát huy được vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực cao nhất và đại biểu quốc hội là những người đại diện xứng đáng nhất cho quyền lợi và tiếng nói của cử tri và nhân dân. Để đảm bảo an ninh an toàn cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng, Bộ Tư lệnh Hóa học, Binh chủng Thông tin Liên lạc, Cục Quân y chủ động chuẩn bị các phương án thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Công an, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án theo kịch bản đã phê duyệt. Bộ Quốc phòng đã giao cho Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo các cơ quan đơn vị nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Các đơn vị trong quân đội và đơn vị quân sự địa phương chủ động phương án, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an và các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo thông suốt hệ thống thông tin liên lạc đường bộ, sẵn sàng cơ động tham gia xử lý các tình huống khi có lệnh. Đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, các cơ quan báo chí trong quân đội cần tăng cường chịu đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phản động, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65-70%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 25%. Đó là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã đề ra. Trong 5 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng và cơ chế chính sách để phát triển giáo dục nghề nghiệp. Nhờ đó, công tác này đã chuyển mạnh sang chủ động đào tạo gắn kết với thị trường lao động với nhiều mô hình đào tạo theo chuẩn quốc tế, từ đó đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nền kinh tế. Nhắc đến thợ cơ khí, có lẽ ai cũng hình dung họ lem luốc và dầu mỡ. Nhưng bây giờ, những người thợ trẻ từ học, hành và thi trên những chiếc máy phay tự động CNC trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ, tương đương thiết bị tại kỳ thi kỹ năng nghề thế giới, không còn sử dụng toàn bộ thao tác bằng tay mà bằng những mệnh lệnh số chính xác tuyệt đối. Cái nghề này nó có vất vả thì nhưng mà chính cái sự sáng tạo và chính xác tỉ mỉ của cái ngành, của cái nghề này làm cho em càng có động lực để đam mê và theo đuổi nghề này hơn. Các em là học là chỉ có thiết kế và lập trình ở trên máy tính và sau đó cóp vào máy tự động là nó sẽ tự động làm ra sản phẩm và các em có thể là hoàn toàn là không làm chân tay dầu mỡ như ngày xưa nữa. 5 năm trước, nhiều nghề 4.0 còn xa lạ thì hiện tại đây là các ngành học tại nhiều trường nghề như nghề điều khiển robot, IoT, tự động hóa công nghiệp là nghề mới có nhu cầu tuyển dụng lớn và đang là định hướng trọng tâm trong giáo dục nghề nghiệp. Chúng tôi đã nghiên cứu về các trường nghề trước khi đầu tư. 5 năm qua, các lao động kỹ thuật đã đáp ứng rất tốt và chúng tôi đang mở rộng sản xuất nhờ yếu tố này. Chúng tôi nhận được nhiều đánh giá tích cực từ công ty tại Hàn Quốc khi sử dụng kỹ thuật viên trình độ cao đẳng tại Việt Nam và liên tục tuyển dụng lao động từ 40 trường nghề kỹ thuật cho các dây chuyền của mình. Thị trường lao động của chúng ta cũng đã có một cái lực lượng lao động tiên phong có kỹ năng, có thể đáp ứng được yêu cầu của các cái dự án đòi hỏi công nghệ cao.
và đó là cái nỗ lực đóng góp của cái hệ thống giáo dục và đào tạo. Các nhóm nghề 4.0 tại các trường nghề đã được giảng dạy và thực hành theo tiêu chuẩn ASEAN và thế giới, đáp ứng chuẩn lao động của các nhà tuyển dụng quốc tế. Hàng loạt tập đoàn điện tử lớn đã gia tăng đầu tư mạnh vào Việt Nam nhờ có nguồn tuyển nhân lực chất lượng, có kỹ năng nghề tốt. Và ngày 4 tháng 10 hàng năm là ngày kỹ năng lao động Việt Nam, nhằm phát triển kỹ năng lao động bằng những hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong ba đột phá được nêu trong nhiều kỳ đại hội. Và thực hiện cái chủ trương của Đảng, chúng ta thì đã có hàng chục trường đạt cái tiêu chí kiểm định của Anh, Pháp, Mỹ, 25 trường đạt cái tiêu chí kiểm định của Úc và 45 trường đạt cái tiêu chí kiểm định đào tạo theo chương trình của Đức và cấp bằng của Việt Nam và của Đức. Thì rõ ràng là cái sự chuẩn bị này thì chúng ta đã có một cái quá trình, và hàng trăm trường của chúng ta trong hệ thống đang đào tạo những ngành nghề trọng điểm của các ngành kinh tế mũi nhọn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trình độ của người thợ Việt Nam đã được khẳng định không chỉ trong nước mà cả trên các trường đấu quốc tế với thành tích huy chương bạc kỹ năng nghề thế giới năm 2019. Giáo dục nghề nghiệp dưới sự chỉ đạo của Đảng đã nâng cao cả về chất lượng đào tạo và đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế. Đến nay, hơn 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường nghề đều có việc làm nhờ giá trị kỹ năng nghề mà họ có được. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin. Bằng nhiều biện pháp quản lý thuế và quyết tâm cao, ngành thuế vẫn thu ngân sách đạt 102% dự toán pháp lệnh. Câu chuyện về những người giữ gìn công trình đèn biển Hòn Khoai cho tàu thuyền qua lại ở khu vực Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Ngành thuế cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các chính sách về miễn, giảm thuế, giãn thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đó là một trong nhiều ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị Tổng kết ngành thuế năm 2020. Mặc dù năm qua, nền kinh tế đất nước chịu nhiều tác động nặng nề của thiên tai và dịch bệnh, nhưng bằng nhiều biện pháp quản lý thuế và quyết tâm cao, ngành thuế vẫn thu ngân sách đạt 102% dự toán pháp lệnh. Năm 2020, do thực hiện miễn giảm gia hạn trên 117.000 tỷ đồng tiền thuế, cùng với số thu có chiều hướng giảm, khiến ngành thuế đã phải báo cáo Quốc hội về khả năng hụt thu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thế nhưng, số thu ngân sách của ngành thuế vẫn đạt gần 1,28 triệu tỷ đồng, bằng 102% dự toán và vượt trên 176.000 tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội. Đã có 56 tỉnh, thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách và 41 địa phương tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành có liên quan và sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp khiến số thu tăng cao vào những tháng cuối năm. Đến cái thời điểm mà phải nộp ngân sách thì cơ bản các doanh nghiệp đã tuân thủ đúng cái quy định của pháp luật và đã nộp ngân sách vào những tháng cuối năm. Do đó đây là một trong những cái nỗ lực của doanh nghiệp đồng hành cùng với cơ quan thuế để đảm bảo là cái nguồn thu của ngân sách nhà nước không bị giảm nhiều so với cái dự báo mà lúc đầu chúng tôi dự kiến. Sự vào cuộc của cả cái hệ thống chính trị, nhưng mà trong đó thì cái sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương rất là quyết liệt trong cái công tác quản lý tài chính, quản lý thuế. Chính vì vậy cho nên là nhiều địa phương đã phấn đấu là có được những cái nguồn thu khác, ví dụ như là thu từ sử dụng đất, rồi các cái khoản thu về chênh lệch lợi nhuận, rồi cổ tức để bù vào cho cái phần thiếu hụt của cái thuế và phí. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 vượt 3% dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao, ngành thuế phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành thuế theo hướng điện tử hóa, số hóa quản lý thuế, đồng thời tập trung cắt giảm thủ tục hành chính thuế, giảm thiểu những phiền hà, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh để tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.
Lễ xuất khẩu lô tôm đầu năm 2021 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức vào sáng ngày 5 tháng 1 tại tỉnh Hậu Giang. Hơn 160 tấn tôm thành phẩm được xuất khẩu sang EU, Mỹ và Nhật Bản ngay trong buổi lễ. Tin vui là từ ngay đầu năm 2021, các nhà máy tôm tại đồng bằng sông Cửu Long đã ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu mới. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2020, dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng sản lượng tôm nuôi của Việt Nam vẫn tăng gần 10% với hơn 900.000 tấn, xuất khẩu mang về trên 3,85 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 12% so với năm 2019. Năm 2021, ngành tôm đạt mục tiêu xuất khẩu hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020, ngành nông nghiệp tiếp tục bứt phá ngoạn mục khi mà kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 41,2 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành là trên 2,65%. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế quốc gia. Và có được kết quả này là nhờ chính phủ cùng các bộ ngành địa phương đã chủ động ứng phó với thiên tai, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy. Và đặc biệt là chất lượng hàng hóa nông nghiệp ngày càng được nâng cao, thị trường xuất khẩu liên tục được mở rộng. Cả năm 2020, ao tôm của anh Nghĩa lúc nào cũng có nguyên liệu. Anh rất vui vì sản xuất được diễn ra liên tục, đặc biệt năng suất tôm nuôi tăng cao kỷ lục. Năm 2019 thì tôi thu khoảng 260 tấn. Và năm 2020 vừa tổng kết thì thu được trên 360 tấn, gần 370 tấn. Tôm cũng là mặt hàng có giá trị xuất khẩu ấn tượng nhất trong năm 2020 với 3 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với năm 2019. Có được mức tăng trưởng này là nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt việc kiểm soát và ứng phó hiệu quả từ chính phủ trước tác động chưa từng có của thiên tai, dịch bệnh. Thì nhờ chỉ đạo của chính phủ, chúng tôi đã đạt được năng suất, hiệu quả và chất lượng của tôm. Mà không quá trình đó thì không bị đứt gãy, không bị là gián đoạn, mà nó đạt hiệu quả cao hơn. Chúng ta phải biết ơn chính phủ, biết ơn những các cơ quan có những cái định hướng kịp thời. Bởi vì cái nền kinh tế của chúng ta đã hoạt động ổn định. Và như vậy thì chúng ta có lợi thế cạnh tranh hơn so với các quốc gia có cùng ngành hàng. 2020 cũng là năm đánh dấu sự bứt phá ngoạn mục của hạt gạo Việt Nam khi vượt qua cả Thái Lan về xuất khẩu từ 15 đến 20 đô la Mỹ một tấn. Xuất khẩu ít nhưng bán được giá cao, lợi nhuận tăng, ông Đôn rất phấn khởi. Năm nay thì nhìn chung á, là cái lượng gạo xuất của công ty tôi thì nó có giảm khoảng 5%. Nhưng cái giá trị mà cái kim ngạch đó là thu về là cao hơn 10%. Một trong những lý do đẩy cho giá gạo Việt Nam luôn ở mức cao từ đầu năm đến nay, đó chính là các nhà máy tập trung chế biến các mặt hàng gạo chất lượng cao để xuất khẩu. Cụ thể tại nhà máy này thì gần 100% sản phẩm xuất khẩu là gạo thơm, gạo đặc sản. Các mặt hàng nông sản khác cũng đang có mức tăng trưởng khá tốt nhờ chất lượng nâng cao, thị trường xuất khẩu liên tục mở rộng. Với sự chuyển động tích cực đó và từ kết quả đạt được trong năm qua, sẽ là nền tảng vững chắc để ngành nông nghiệp tiếp tục bứt phá. Phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Chí Dũng và hai đồng phạm tại Tòa án Nhân dân TP.HCM sáng ngày 5 tháng 1 đã dành mức án nghiêm khắc từ 11 cho đến 15 năm tù cho tội danh làm tàng trữ, phát tán hoặc là tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại phiên tòa, Phạm Chí Dũng và đồng phạm là Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn đều thừa nhận diễn biến hành vi khách quan phù hợp với cáo trạng. Cả ba đều là thành viên cốt cán trong cái gọi là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, từ đây tổ chức các hình thức tuyên truyền trên nhiều phương tiện như là web, Việt Nam Thời báo, blogger, fanpage, Twitter bằng việc nhận duyệt và đăng thông tin bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt xâm phạm uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019, Phạm Chí Dũng và đồng phạm đã đăng hàng ngàn bài viết với hàng trăm ngàn lượt xem. Nghiêm trọng hơn, các bị cáo hoạt động có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên, nên tòa đã xem xét tình tiết tăng nặng, cần phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Mức án dành cho Phạm Chí Dũng là 15 năm tù giam, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn là 11 năm tù giam. Cả ba sẽ chịu quản thúc tại địa phương 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt, đồng thời phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật này. Dám hy sinh cái riêng vì mục tiêu chung,
Đó là điều chúng tôi muốn kể về những người đang làm nhiệm vụ ở Hải Đăng Hòn Khoai. Đây là một trong những công trình đèn biển có mặt sớm nhất tại hải phận Việt Nam, nằm cách đất liền Cà Mau chỉ hơn 6 hải lý. Công trình hơn 120 năm tuổi này, sau bao nhiêu bào mòn của thời gian và sóng biển đến ngày hôm nay thì nó vẫn đứng vững, vẫn là điểm tựa của bà con ngư dân và soi sáng cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Mà anh Hiệp ơi, tầm chiếu sáng của nó thì dương xa khoảng bao nhiêu anh ạ? Tầm hiệu lực của nó thì là 41 hải lý, còn mà tầm chiếu sáng vào ban đêm thì nó 26,7 hải lý. Hơn trăm năm qua, để nguồn năng lượng của những ngày nắng đủ thắp sáng trong những đêm dài, đã có biết bao thế hệ, biết bao con người dành cả tuổi thanh xuân của mình ở lại đây canh giữ đèn biển. Họ chấp nhận làm công việc được gọi là phép cộng của nỗi cô đơn và sự gian khổ. Nói chung là buồn, cô đơn rồi mà bỏ lại vợ con, mẹ già. Dạ. Nhưng mà sự nói chung là phải quyết tâm là yêu ngành yêu nghề thì nó mới bám vững. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ anh ha. Không phải dễ để người trẻ gắn bó với một công việc không quân hàm, nhưng với các anh thì khác, vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo phương châm còn người còn đảo, trái tim còn đập là còn ánh sáng. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go về điện thoại từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.